Hi, xin chào các em. Và bây giờ chúng ta sẽ vào chương số 4 của câu chuyện The Little Mermaid, nàng tiên cá nhỏ bé. Và như vậy ở chương trước thì chúng ta đã thấy rằng nàng tiên cá đã lên đến bờ và cô ấy đã uống thuốc của một phù thủy để có được đôi chân. Tuy nhiên là cô ấy đã rất là đau đớn. Bây giờ chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ok. Her new world, tức là thế giới mới của cô ấy. Vào buổi sáng thì nàng tiên cá đã tỉnh dậy, woke up hay là wake up. Thì các em chú ý là đây là một cụm luôn, có nghĩa là tỉnh dậy. And looked at her body, tức là cô ấy nhìn vào thân thể của mình. Đuôi của cô ấy đã was gone, tức là nó đã biến mất rồi. Something was gone, tức là thứ gì đó đã biến mất. Và bây giờ thì cô ấy đã có hai chân và hai bàn chân. Cô ấy nhìn thấy một cái bóng, shadow, một cái bóng này. Và cô ấy nhìn lên. Thì chàng hoàng tử đang đứng ở ngay cạnh cô ấy, standing over her, đứng ngay cạnh, đứng ngay rất sát và đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô ấy. Stare at something, tức là nhìn chăm chú gì đó. Các em chú ý này, động từ gốc của nó stare có chữ e đứng cuối, tuy nhiên khi thêm đuôi ing thì người ta bỏ chữ e và thêm vào đó là đuôi ing. Ok, sau đó thì chàng hoàng tử đã hỏi cô ấy rằng nàng là ai và nàng đến từ đâu. Cô ấy thì không thể nói được. Vậy nên cô ấy đã nhìn rất là sâu vào trong đôi mắt của chàng hoàng tử. Looked deeply, đúng không? Thì ở đây deeply chính là trạng từ và nó bổ nghĩa cho động từ look. Và sau đó và ngay tại thời điểm đó thì chàng hoàng tử đã had a strong feelings for her, đã có một cái cảm xúc rất là mạnh dành cho cô ấy. Có một cái cảm tình, cảm xúc rất mạnh với ai đó. Have feelings for somebody, đây là một cụm rồi. Sau đó thì chàng hoàng tử đã nói rằng là nàng phải vào bên trong, nàng chắc chắn là đã rất lạnh. Sau đó thì cô ấy đứng dậy, cô ấy cảm thấy một cái sự đau đớn rất là lớn ở phía bên trong chân của cô ấy và bàn chân, nhưng mà cô ấy đã ignored the pain, cô ấy đã phớt lờ cái nỗi đau đi, cô ấy mặc kệ nó. Sau đó chàng hoàng tử thì đã đưa cô ấy vào phía bên trong của lâu đài và cung điện, đúng không? Và sau đó và cũng mang cho cô ấy những bộ váy thật là đẹp, một bộ váy thật là đẹp. Thì động từ give hay là get thì có hai tân ngữ, mang cho ai đó cái gì. Cái này thì nếu mà ai đọc kỹ Beauty and the Beast thì rất là quen thuộc rồi, đúng không? Và cô ấy là cô gái đẹp nhất, the most beautiful girl. Thì the most cộng với tính từ ở đây đó chính là dạng so sánh nhất các em nhé. Và sau đó một vài ngày thì đã có một cuộc thi hát, singing contest, và đã có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp tới để mà hát, và họ đều hát rất là hay, sang so well. Thì well đây là trạng từ và bổ nghĩa cho động từ sang. Và lần này thì rất là khó khăn cho nàng công chúa của chúng ta. Cô ấy đã nghĩ rằng là tôi muốn hát cho chàng hoàng tử và giọng hát của tôi thì đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì đến khi mà nhảy, đến khi mà mọi người bắt đầu nhảy thì nàng tiên cá mới có thể được nhảy cho hoàng tử xem. Và cô ấy đã nhảy rất là đẹp, danced so beautifully. Thì trạng từ beautifully ở đây lại bổ nghĩa cho động từ danced, cô ấy đã nhảy rất là đẹp. Và những đôi tay của cô ấy, cái tay của cô ấy thì đã thể hiện rất là nhiều, và đôi mắt của cô ấy cũng đã thể hiện thậm chí là nhiều điều hơn thế. Và tất cả mọi người thì đều đã vỗ tay và la lên, đẹp quá, đẹp quá. Chàng hoàng tử thì không thể dừng cái việc là ngắm nhìn cô ấy. Stop watching her, thì stop cộng với doing something, tức là dừng làm việc gì đó các em nhé. Trang tiếp theo. Trang này đây là thể hiện là bức tranh ở trong lâu đài. Thì ta thấy rằng công chúa đang nhảy rất là đẹp, tuy nhiên cô ấy không thể hát được. Và chàng hoàng tử thì đang ngắm nhìn rất là say sưa, đúng không? Và đây cũng một ban nhạc đang chơi. Tiếp tục. Và sau bữa tiệc thì cô ấy đã luôn luôn ở bên cạnh chàng hoàng tử, và họ cưỡi ngựa, cô ấy cưỡi ngựa cùng với chàng hoàng tử ở trên một con ngựa, và họ cưỡi ngựa đi xuyên qua những khu rừng rất là xanh tươi cùng với nhau, và họ bước đi cùng bên nhau. She walked beside, họ bước đi cạnh bên nhau, sorry, họ đi bên cạnh cái calm ocean, the calm ocean, tức là đại dương. Mà calm đây tức là ta thấy tính từ này có nghĩa là điềm tĩnh. Đại dương thì ta không dịch là điềm tĩnh, mà đại dương ở đây là đang lặng sóng. Okay.
và họ là luôn luôn ở bên cạnh nhau. Nhưng mà có một cái điều rất là đau đớn cho cô ấy, đó chính là chân của cô ấy thì luôn luôn chảy máu, và cô ấy thì luôn luôn là cố gắng để phớt lờ đi cái nỗi đau đấy, cái quên đi cái nỗi đau đấy. Có đôi khi vào buổi tối thì cô ấy cũng đi trở ra phía biển và cô ấy đặt chân của cô ấy xuống dưới biển. Thì điều này luôn luôn làm cho cô ấy cảm thấy rất là tốt, rất là thoải mái. Và vào những cái lúc đó thì cô ấy nghĩ về gia đình của mình. Cô ấy đã nghĩ rằng mình mong muốn cho tất cả mọi người sẽ hạnh phúc và mình mong muốn tất cả mọi người đều khỏe mạnh. Well, đây thì ta không dịch là tốt mà ta dịch là khỏe mạnh. Khỏe mạnh tức là đây là khỏe về mặt thể chất, về mặt thể lực, ok. Và mình cũng hy vọng rằng là tất cả mọi người hiểu cho mình. Vào một buổi tối thì nàng tiên cá nhỏ bé thì đã đi ra phía biển và cô ấy đã đặt chân của mình xuống dưới nước mát, là nước mát mẻ, và ngay lập tức thì cô ấy đã nhìn thấy những người chị của mình. Những người chị gái, cô ấy cố gọi tên của họ, call down. Call out có nghĩa là gọi tên ai đó nhằm thu được cái sự chú ý từ phía họ, okay. Nhưng mà cô ấy không thể tạo ra một âm thanh nào bởi vì là cô ấy đã bị mù thủy, là cắt mất lưỡi, để mất đi giọng nói của mình. Vậy nên thì cô ấy đã wave at them, là cô ấy vẫy tay về phía họ và để thu hút được sự chú ý từ họ. Và cuối cùng thì họ cũng turned and saw her, thì họ cũng đã quay về phía cô ấy, quay đầu và nhìn thấy cô ấy. Em đã không chết à? Và những người chị nói, chúng ta đã tìm kiếm và tìm kiếm em rất là lâu và họ khóc rất là nhiều, và chúng ta đã khóc rất là nhiều vì em. Chúng ta cảm thấy thật là sự hạnh phúc khi mà lại nhìn thấy em. Em cũng rất là hạnh phúc mà khi nhìn thấy các chị. To ở đây từ cũng, khi nào đứng ở cuối câu ta dịch là cũng chứ không dịch là quá các em nhé. Và tiếp tục, nàng tiên cá nhỏ bé thì rất là muốn nói rằng là vào mọi buổi tối ở đây ta thấy rằng là The Little Mermaid wanted to say, tức là nàng tiên cá đã rất muốn nói ra cái câu đó bởi vì là cô ấy bây giờ đã bị câm rồi nên cô ấy không thể nói được mà, ok. Và vào mọi buổi tối thì họ đã tới để gặp nhau. They went to see each other, đúng không? Nàng tiên cá thì đã yêu chàng hoàng tử, fell in love with somebody, đúng không? Đã yêu chàng hoàng tử. Và chàng hoàng tử thì cũng yêu nàng tiên cá. Nhưng mà đây là một sự khác biệt. Chàng yêu nàng giống như là một người em gái, nhưng mà chàng không nghĩ về nàng giống như là một người vợ. Think of her. Thì các em có thể khoanh cụm think of somebody vào đây, tức là nghĩ về ai đó này. Và điều này thì đã bothered, đã làm cho nàng rất là cảm thấy phiền lòng rất là nhiều. Chàng hoàng tử thì đã kể với cô ấy một câu chuyện. Once, tức là lúc trước ấy, thì ta đã ở trên một con thuyền, đã có bão, đã có một cơn bão, và sau đó thì con thuyền đã bị lật ở dưới biển, và những cơn sóng thì đã threw me onto the beach, thì đã đánh ra ta vào trong bờ. Và có một cô gái rất là trẻ đã tìm thấy ta ở trên bờ biển. Cô ấy đã cứu mạng sống của ta. Ta yêu chỉ duy nhất cô ấy thôi. Và nàng thì nhìn rất giống là cô ấy. Có thể là cô ấy đã gửi nàng tới đây cho ta, chàng nói. Nàng tiên cá nhỏ bé thì cảm thấy rất là buồn. Chính ta đã cứu chàng, nhưng mà chàng lại không biết về điều đó. Cô ấy nghĩ vậy. Đây là cảnh hai người đang ở cạnh bên nhau. Tuy nhiên chàng hoàng tử thì không biết được rằng là nàng tiên cá của chúng ta chính là người mà đã cứu chàng, bởi vì là bây giờ nàng tiên cá đã bị câm nên không thể giải thích được cho chàng hoàng tử hiểu những chuyện đã xảy ra trước đó, ok. Như vậy chúng ta cũng đã kết thúc chương số 4. Thì càng về phía sau này các em hãy chú ý rằng những chú giải ngữ pháp thầy sẽ làm một thưa nam hơn một chút, bởi vì là chúng ta đã biết khá nhiều rồi. Thì những chỗ nào các em gặp phải những hiện tượng ngữ pháp quen thuộc, các em hãy khi đọc ta đọc chậm một chút, lại đánh dấu những hiện tượng đó lại, ok. Thì ta sẽ thấy rằng là mình đang tự học rất là nhiều và ta sẽ phát triển rất là nhanh. Thế phần cuối cùng chương số 5 của Little Mermaid sẽ có clip tiếp theo, các em chú ý đón xem nhé. Bây giờ thì tạm biệt các em, hẹn gặp lại.